Trong những ngày vừa qua, các đơn vị của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Cạn là Trung đoàn 750 và Trường Quân sự tỉnh đã tổ chức tiếp nhận và cách ly 321 lao động trở về từ Trung Quốc. Để bảo đảm sức khỏe của người dân và giúp bà con yên tâm trong thời gian cách ly, các đơn vị đã có nhiều biện pháp tích cực, hiệu quả và làm tốt công tác phục vụ, chăm sóc người dân như người thân trong gia đình. 3 giờ sáng, bếp ăn Trung đoàn 750 đã sáng đèn. Những chiến sĩ nuôi quân của đơn vị đang tất bật chuẩn bị bữa sáng cho lao động từ Trung Quốc về cách ly theo dõi 14 ngày theo quy định của Bộ Y tế. Từ việc bảo đảm ăn chín, uống sôi và sử dụng nước lọc đóng bình, đơn vị còn bảo đảm 2 bếp lò hơi để phục vụ bà con có nước nóng để tắm. Các bữa ăn đều được các anh nuôi của đơn vị chế biến, cải tiến món ăn thường xuyên, đa dạng. Đến nay, Trung đoàn đã đón nhận và tiếp nhận 260 công nhân, trong đó 130 công dân nam, 130 công dân nữ, làm tốt công tác chuẩn bị về vị trí ăn ngủ nghỉ của công dân, về công tác bảo đảm đời sống, vật chất, tinh thần cho công dân như chế độ tiêu chuẩn ăn bảo đảm ngon hết, vệ sinh an toàn thực phẩm. Để người lao động từ Trung Quốc về yên tâm cách ly, Trung đoàn 750 đã làm tốt mọi mặt công tác chuẩn bị từ nơi ăn ở, công tác kiểm tra sức khỏe, thân nhiệt hàng ngày cũng như việc phát khẩu trang, nước khử trùng, khử khuẩn đầy đủ. Lực lượng quân y được tăng cường hướng dẫn bà con cách phòng chống dịch bệnh, cách vệ sinh cá nhân đúng quy định. Đặc biệt, công tác thông tin tuyên truyền về dịch bệnh COVID-19 cho bà con được đơn vị tiến hành đều đặn vào 5 giờ 30, 17 giờ và 21 giờ hàng ngày. Bọn mình đến đây thì được các cấp lãnh đạo với các chiến sĩ bộ đội là đón tiếp rất là nhiệt tình và chu đáo. Ăn thì rất là hợp vệ sinh, khẩu phần ăn hàng ngày cũng tốt, vệ sinh rất là sạch sẽ. Hàng ngày thì các bác sĩ đi đo nhiệt độ và khám bệnh 3 lần. Bên cạnh việc thăm khám sức khỏe, các đơn vị của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Cạn còn bảo đảm tốt mọi mặt về vật chất và tinh thần cho nhân dân, trong đó có việc chuẩn bị các sân bóng chuyền hơi để người dân rèn luyện thể lực. Các phòng ở đều được lắp đặt TV để phục vụ nhu cầu cập nhật thông tin, nhất là thông tin về dịch bệnh.